Dọn lên đi. Có gì không? Cái này ngon, cái này ngon chưa? Chả có ăn mặn không các bạn? Quá trời rồi. Cháu Sẹ ơi, con gái Sẹ ơi. Đốt bánh kem được chưa ông nội? Đây là cho đốt luôn ha. Anh nó coi nước đôi gì đi. Cảnh không biết nó đi lấy đồ đạc gì đi nè. Còn dân mình ăn cơm bạc của quân á. Nè quân nè quân nè. Chung là để mình dễ quay thôi chứ cái điện thoại này nó chống rung mà. Dạ, cảm ơn.
Rồi cho nó thổi bánh kem đi, cho mẹ nó thổi đi. Chú vô con, chú miệng vô thổi kìa. Thổi kìa. Cái tay vô cho thổi luôn. Hết. Rồi cắt đi, cắt đi. Rồi. Rồi liếm luôn. Liếm luôn. Rồi, ấy, ấy. Sao tiện không bác bắt gì á? Rồi. Là bắt cục xôi với bắt cái thước đó đó. Bắt cái xôi với cái thước. Rồi, bắt chẹo bắt chơi rồi, bắt chẹo bắt chơi rồi. Bắt chẹo rồi nè. Rồi, rồi. Trời ơi. Cái này, mày lấy được tao cái ghế. Được cho Nam ơi. Chú lên ngồi con. Vô. Cái này họ bỏ vô trong cái chảo dầu. Không?
Rồi rồi anh em mình vô mình mạnh cái ơi. Cái này gì xanh lẹ kìa. Trời ơi trời gì trời. Nè 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 nè. 1 2 3 vô. Con cái gì hả? Ra